Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 29 tháng 3, Bến Tre sẽ chính thức khởi công dự án công trình xây dựng cầu rạch biểu 2, nối liền hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang, giúp giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời rút ngắn khoảng cách giao thông đường bộ giữa thành phố Hồ Chí Minh với Bến Tre và các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Thành phố Bến Tre có hai xã Bình Phú và Sơn Đông nằm trong vùng dự án. Hiện nay, đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương vô cùng phấn khởi, mong chờ ngày khởi công và sớm hoàn thành công trình cầu rạch biểu 2 để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhanh hơn, bền vững hơn. Sau đây là những ghi nhận được chia sẻ từ cán bộ đảng viên và người dân trên địa bàn thành phố. Cầu rạch biểu 1 hiện nay bây giờ nó bị ùn tắc cái giao thông rất là nhiều. Cho nên nó, những cái tuyến đường xe rồi giờ giáp với Trà Vinh qua, rồi tuyến đường các tỉnh người ta tập trung về á, thì cho nên đa số là về cái tuyến đường của Bến Tre rất là nhiều, thì cho nên nó thường xuyên nó bị ách tắc giao thông. Bây giờ đó cái mong muốn của bà con á, như thế nào mà sao mà giải quyết được cái cầu rạch miễu 2 để nó hạn chế được cái con đường giao thông nó thông suốt. Của tôi á, là hết lúc mà lại đo kiểm đếm á, 1,900 mét đó, cái mình cũng nói sao hơi nhiều vậy ta, nhưng mà thôi được, bây giờ mình cũng phải hy sinh một chút để cho những cái giao thông thuận lợi cho bà con mình sau này, mình cũng mừng. Nói chung là cái công việc này là công việc đại sự mà của nhà nước, mỗi người phải đóng góp một chút để cho cái xã hội mình nó đi lên. Thì trên địa bàn xã Sơn Đông thì người dân lúc đầu thì nghe về cái dự án lớn quá, thu hồi đất lớn quá thì còn hơi băn khoăn, nhưng mà qua công tác tuyên truyền vận động thì hầu như là đến thời điểm này thì người dân đã đồng tình 100%. Trước khi có công trình cầu rạch miễu 2 thì cũng những công trình khác cũng có rồi, như là công cầu rạch miễu hiện tại bây giờ, nhưng mà thấy sao khi thấy là một cầu rạch miễu thì nó còn rất là bị hạn chế, bị kẹt xe liên tục, thì cầu rạch miễu 2 ra đời thì tôi nghĩ là sẽ giúp cho người dân lưu thông thuận tiện hơn trong tất cả các dịp lễ Tết. Đây là cái vinh dự cho tỉnh và được sự quan tâm của chính phủ cũng như các cấp lãnh đạo quan tâm đối với Bến Tre. Rồi Bến Tre thì trước đây mình đi phà, sau đó có được cái cầu rạch miễu 1 thì cũng phá được cái thế biệt lập. Tuy nhiên qua quá trình phát triển thì nói chung là cầu bị quá tải, giai đoạn này thì tai nạn giao thông thì nó cũng có nguy cơ nó cao nữa. Cho nên là sau đó được sự quan tâm và phê duyệt của chính phủ để thực hiện cái cầu này thì về cá nhân tôi là rất là phấn khởi và thấy đây là cái tiềm năng để cho tỉnh nhà mình phát triển kinh tế trong cái thời gian tới. Cầu rạch miễu 2 này là cái niềm mơ ước của nhân dân cả tỉnh Bến Tre nói chung, riêng trên địa bàn Sơn Đông thì bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi, tại vì nó giải tỏa được cái thế ách tắc của cầu rạch miễu 1 trong thời gian vừa qua. Đây cũng là cái cơ hội cho bà con trong cái xã nhà phát triển về thương mại dịch vụ và cũng thực hiện theo cái nghị quyết của đảng bộ thành phố Bến Tre là cố gắng phấn đấu xây dựng xã Sơn Đông trở thành phường vào năm 2025. Thì đối với dự án cầu rạch miễu 2 này sẽ là cái lợi thế lớn để xây dựng xã từ một xã nông nghiệp trở thành phường. Được chính phủ quan tâm đầu tư cây cầu rạch miễu hiện trạng á, rồi cây cầu Hàm Luông, rồi cây cầu Cổ Chiên thì nó cũng đã có cái sự thúc đẩy phát triển giao thông, giao thương, rồi thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn rất nhiều. Tuy nhiên hiện tại thì cái năng lực giao thông của cây cầu rạch miễu hiện trạng cũng như cái tuyến đường quốc lộ 60 đi qua địa bàn thành phố Bến Tre thì nó cũng đã quá tải, và thời gian qua thì nó cũng đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên cầu cũng như trên tuyến quốc lộ 60. Hiện nay thì được sự quan tâm của chính phủ thì chuẩn bị triển khai xây dựng cây cầu rạch miễu 2, chúng ta sẽ khởi công vào ngày 29 tháng 3 này. Thì đây là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử hết sức là quan trọng đối với quá trình phát triển của tỉnh Bến Tre cũng như của thành phố Bến Tre nói riêng. Nó sẽ góp phần kết nối giao thông, thúc đẩy cái giao thương hàng hóa, thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của chúng ta tốt hơn. Thưa quý vị, dự án đầu tư xây dựng công trình cầu rạch miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 1741 ngày 5 tháng 11 năm 2020. Dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.
Đây là dự án đầu tư công, tổng mức đầu tư hơn 5.175 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách trung ương. Cầu Rạch Miễu 2 được xây cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 3,8 km về phía thượng lưu sông Tiền, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 17,6 km, điểm đầu giao cắt giữa quốc lộ 1 với đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, điểm cuối kết nối với quốc lộ 60 tại đường dẫn cầu Hàm Luông thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển cho Bến Tre, đáp ứng nhu cầu, sự kỳ vọng của đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương.